xin giới thiệu các bạn một cái bộ điều hòa lắp trên con xe Su, hay mình gọi là Suzuki 5 tạ. Các bạn biết đấy, cái dòng Su này là khi lắp ráp xe ấy là không có điều hòa. Mà nếu như mà người nào mà mua xe mà có yêu cầu lắp trong hãng ấy, thì người ta cũng chỉ đưa cái bộ gọi là lắp chế vào thôi, chứ gần như là nó không có nguyên bản. Bây giờ ấy, nếu mà đi ô tô ấy thì bắt buộc phải có điều hòa, chứ không mùa nóng nó rất nóng, 37, 38 độ mà ngoài trời thì gần như là không ai chịu được. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ điều hòa lắp cho con Su. Riêng cái loại này là lắp lốc xăng tích. Trước tôi đã giới thiệu rồi, nhưng mà trước là nó dòng lắp lốc 505 thì nó hơi bị nặng, còn lốc xăng tích này nó rất là nhẹ. Thì đây, các bạn nhìn này. Đây là một cái bộ đầy đủ. Như vừa tôi nói, nó là một cái bộ lắp lên con Su Suzuki 5 tạ ấy. Thì nó có tất cả các chi tiết để lắp lên trên xe mà chúng ta có thể là đạt cái độ lạnh rất là ok. Như ở đây nó là dàn lạnh này, dàn nóng này, quạt dàn nóng này, lốc lạnh này, rio này, phin này, bộ chân đế đầy đủ này. Thì đây tôi nói qua các bạn một số chi tiết nhé. Cái dàn lạnh liền hộp, có cả van tiết lưu bên trong. Những cái dàn lạnh này thì nó lại là dàn đúc này, nên dàn đúc này cho nên độ lạnh nó cũng rất là sâu. Mà dàn này tính ra là cái kích thước cũng rất to và dày, dàn lạnh như này. Bởi vì bản thân cái thằng này nó không có điều hòa. Dàn lạnh này là của hãng HBS này. Nếu mà nói thợ là biết là hãng HBS này là dùng cũng rất ok. Đây, cái phần này là để mình úp luôn vào cái quạt gió. Thằng này nó có quạt gió sẵn rồi, nó có cả cửa gió ra rồi. Cái lốc như lần trước ấy, tôi cũng có một cái video tôi nói về cái bộ con Su. Nhưng mà cái bộ trước là lắp cái lốc 505 đấy, nhưng mà lốc 505 là gần như là nó cũng bị lặng. Cho nên là khi mà mình lên dốc này, tải lặng lên dốc là gần như là đều phải tắt điều hòa đi thì nó mới lên được. Chứ không nếu như dùng để điều hòa là nó rất là yếu. Nhưng mà riêng cái con lốc này là lốc xăng tích này. Đấy, các bạn nhìn con lốc này nó đã là nhỏ gọn rồi, nhưng mà cái lốc xăng tích nó bé này thôi, nhưng nó rất khỏe, công suất nó rất khỏe. Nhưng mà nó lại có cái ưu việt là nó nhẹ máy. Riêng lốc xăng tích là như thế. Cho nên là các bạn lắp cái loại lốc này vào không lo là sợ bị cái phần nó máy nó nặng lên. Nếu anh em có ý kiến gì thì có thể là cứ comment ở phía dưới. Đây là cái buli trục cơ. Buli trục cơ này là buli tự chế. Vì sao là phải có cái buli này? Bởi vì bản thân xe này nó không chế tạo cái điều hòa, cho nên bắt buộc khi mình lắp điều hòa là mình phải tháo cái buli cũ ra và mình đưa buli mới này vào. Bởi vì là thêm một cái rãnh này để lai lốc, lai dây qua. Đây là lai dây qua này. Một cái bộ này, bộ đầy đủ này, nó gồm có cả chân đế này, có cả chân đế. Chân đế bắt đầu đây là ok. Và có cả cái tay tăng dây qua. Đây là cái dàn nóng và quạt dàn nóng. Khi mình lắp điều hòa là gần như là cái hệ thống cái dàn nóng này là đều phải đưa ra đằng sau, đưa đằng sau cái chỗ mé bên phụ ấy. Thì lắp cái quạt này. Quạt này là nó là quạt của hãng Boca. Quạt này là quạt 14 inch. Nó cũng rất là nhiều gió. Công suất của con này là đạt 80W. Nhưng mà nếu như mà nó có một cái quạt 120W ấy, thì công suất nó khỏe hơn, thì lắp vào đây nó càng tốt hơn. Thường ra là anh em thợ là đa số là lắp cái loại này. Đa số nhé, bởi vì gần như là con này quạt này nó mỏng này, nó đặt ở mé dưới nó không gầm cái con Su nó rất là thấp. Cho nên là đặt làm sao mình bố trí cho nó cái khoảng cách giữa cái này mấy cái phần xuống mặt ấy, là nó không bị, khi mình đi nó không bị chạm vào bất kỳ một cái gì. Còn đây là dàn nóng. Dàn nóng này là dàn chuyên để cho lắp cho con xe Su này. Cái kích thước con này là 18-20. Dàn này cũng của hãng HBS. Riêng HBS này là gần như là cũng là hàng chuẩn rồi. Còn đây là phin nọc ga. Phin này nó cũng là của Trung Quốc thôi, nhưng mà nó hay cái là thằng phin này là chuẩn hãng Chenwei. Hãng Chenwei là hãng tốt nhất của cái hãng làm sản xuất ra cái phin nọc ga. Còn đây là van áp suất của hãng Fuji Koki này, có cả cái rắc này kèm theo này. Cho nên anh em thợ làm rất là thuận tiện. Đây có cả giá bắt phin này, giá bắt phin này không thiếu một chi tiết gì mà. Nó hay cái chỗ đấy. Đây là Tuyo. Tuyo này là mình cũng Tuyo tự chế, nhưng mà cái Tuyo này nó này là Tuyo, hãng Tuyo này là hãng Galaxy. Bởi vì Tuyo này trên thị trường nó cũng rất là nhiều hãng, nhưng mà riêng cái bộ này là dùng cái hãng Tuyo của Galaxy. Bản thân thằng này là nó không có đầu lạc, thì bắt buộc trên cái Tuyo này là mình phải sử dụng cái đầu lạc gắn ở trên này để mình nạp ga rồi hút nén trên này cho nó thuận tiện. Thì trên một cái lốc như này, không, khi mà mình muốn chuyển đổi ấy, thì là mình có cái bích gian gen này. Cho nên bây giờ anh em thợ làm rất nhàn, rất thuận tiện, không thiếu gì cả. Đây là toàn bộ tất cả các chi tiết là mình gióng lên, bắt chặt chẽ, nạp ga vào là mát thôi. Anh em có ý kiến gì thì có thể là cứ comment ở phía dưới.
Đấy, vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em một cái bộ điều hòa lắp trên con xe SU, hay thường gọi là SU cóc hoặc là SU lăm tạ, hay gọi là SU bán tải. Nếu các bạn mà yêu thích ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể là đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group, link tôi đã để phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.